Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bicar TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Vui lòng nhấn like và đăng ký để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Đánh giá Honda Accord, xe đẹp, lái hay, giá cao, kén khách. Đánh giá Honda Accord 1,3 tỷ đồng, thể thao, giá cao, ít tiện nghi. Với giá bán hơn 1,3 tỷ, Honda Accord mang đến trải nghiệm lái thể thao, phong cách thiết kế khác biệt trong phân khúc, nhưng kém tiện nghi hơn so với đối thủ Toyota Camry. Từ lâu Honda Accord đã là một cái tên quen thuộc ở phân khúc sedan hạng C nhờ vào kiểu dáng nam tính, không gian rộng rãi và đặc tính vận hành linh hoạt. Ở thế hệ thứ 10, Honda Accord đã được nhận nhiều nhận xét tích cực từ khách hàng trên thế giới cả về phần nhìn lẫn trải nghiệm sử dụng. Tuy nhiên sau vài tháng trình làng tại Việt Nam, Honda Accord đời mới vẫn chưa tạo được dấu ấn nào đáng kể trước Toyota Camry và Mazda 6. Với mẫu xe của Honda chưa có doanh số tốt, có phải chỉ vì giá bán cao hơn hai đối thủ đồng hương? Để đi tìm câu trả lời cho việc này, tôi đã dành ra một tuần cầm lái chiếc Accord 1.5 lít turbo giá hơn 1,3 tỷ đồng. Ngoại hình phá cách Bước sang thế hệ thứ 10, Accord gần như được Honda xây mới hoàn toàn và sở hữu thiết kế có thể gọi là đột phá so với các đối thủ. Điểm nhấn nằm ở kiểu dáng lai dòng capo với trụ xe phía sau nghiêng nhiều và kéo dài hẳn với đuôi xe. Sự thay đổi này từ được hãng xe Nhật áp dụng hiệu quả với Civic. Cá nhân tôi đánh giá cao Honda Accord mới khi tạo được sự khác biệt so với đối thủ cùng phân khúc vốn lựa chọn lối đi an toàn trong thiết kế. Những điểm nhấn khác góp phần tăng thêm sự nam tính mạnh mẽ cho diện mạo của Honda Accord còn có cụm đèn chiếu sáng LED được làm thanh mảnh hơn, mặt ca lăng, mạ chrome, cản trước sắc xảo bao quanh đèn sương mù LED. Dẫu vậy, vẫn có một chi tiết tôi thấy chưa được hài lòng ở ngoại thất là cụm đèn hậu. Kiểu tạo hình đèn sau cách điệu dạng chữ C mà Honda theo đuổi trong vài năm gần đây khi mang lên Accord cho cảm giác khá khiên cưỡng. Cá nhân tôi thích thiết kế đuôi xe ở Accord ở đời cũ hơn. Ngoài ra khá khó hiểu khi mà đèn xi nhan phía sau vẫn dùng bóng halogen kiểu truyền thống. Thưa không gian, thiếu tiện nghi Honda Accord này có kích thước tổng thể dài nhân rộng nhân cao lần lượt là 4894 x 1862 x 1450 mm, đi cùng chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc 2830 mm. Nhờ đó, không gian nội thất Accord thích hợp cho nhu cầu sử dụng của gia đình 4 đến 5 người mà vẫn đảm bảo được sự rộng rãi và thoải mái. Hàng ghế sau ghi điểm nhờ khoảng để chân dư giả và độ nghiêng tựa lưng ở mức tốt. Tuy nhiên, người ngồi sau trên Honda Accord chỉ nhận được các tiện nghi trên mức cơ bản đôi chút, bao gồm cửa gió phụ, cổng sạc USB, bệ tựa tay, kim hộc để ly và rèm che nắng chỉnh cơ hai bên. Nút chỉnh âm thanh dành cho người ngồi sau trên đời xe đã bị Honda loại bỏ. Trong khi đó, Toyota Camry 2.5Q có giá bán thấp hơn 1,235 tỷ, được trang bị nhiều tính năng hơn, tự lưng ghế sau chỉnh điện, rèm che nắng kính sau chỉnh điện chỉnh nhiệt độ điều hòa, chỉnh nút âm thanh giải trí và cửa kính hai bên lên xuống một chạm. Đổi lại, tôi hài lòng với thiết kế và tính năng tiện ích dành cho người ngồi phía trước. Hàng ghế đầu tuy không tích hợp nhớ vị trí như Camry hay Mazda 6, nhưng vẫn có nút chỉnh điện cho cả hai bên tài và bên phụ. Đệm đùi và tựa lưng thiết kế ôm vừa phải hai bên người ngồi. Bệ tựa tay trung tâm nằm khá vừa tầm nên khi lái xe tôi dễ dàng chọn được tư thế nghỉ ngơi, thư giãn khi cần. Cụ màn hình cảm ứng đa chức năng và khu vực nút bấm điều khiển được bố trí đơn giản, dễ dùng ngay cả khi lái xe. Bên cạnh đó, Honda Accord nay bổ sung chức năng kết nối Apple CarPlay nên tôi có thể sử dụng Google Maps để dẫn đường, vừa quen mắt vừa được cập nhật tình hình giao thông nên thuận tiện hơn so với bản đồ offline sẵn có theo xe. Một tính năng thú vị cần nhắc đến trên Honda Accord là quan sát làn đường. Với một camera bố trí trên gương chiếu hậu bên phụ, người lái thêm một góc nhìn trực quan hơn bên hông thân xe để xử lý khi cần chuyển làn hoặc rẽ chuyển hướng. Tránh việc các phương tiện khác rơi vào điểm mù. Điểm trừ của hệ thống này nằm ở chất lượng hình ảnh không cao, nhất là khi trời tối, độ tương phản kém, khiến hình ảnh trên màn hình trung tâm rất khó quan sát. Khoang hành lý rộng của Accord lớn nhất phân khúc với dung tích tiêu chuẩn hơn 750 lít có thể được mở rộng bằng cách gập hàng ghế sau. Tuy nhiên thay vì chia làm hai phần thì Honda lại làm tựa lưng liền và phải gập cả băng. Nghĩa là khi cần chở theo đồ đạc công cành thì chỉ có chỗ cho hai người ngồi phía trước, chứ không thể tùy biến linh hoạt như các dòng sedan khác. Cảm giác lái thể thao Tổng thể trải nghiệm khi ngồi sau vô lăng của Honda Accord có thể gói gọn trong từ thể thao. Trước hết, tay lái trợ lực điện được tinh chỉnh vừa đủ nhẹ nhàng ở tốc độ thấp và có được sự đầm chắc. Vững vàng khi chạy nhanh, phản hồi từ mặt được mô phỏng tốt gần giống như kiểu trợ lực thủy lực. Nhờ đó, thao tác điều khiển mẫu sedan hạng D của tôi luôn có được sự tự tin và nhiều cảm hứng. Tuy vậy, cá nhân tôi cần thêm đôi chút sự lanh lẹ khi mà vô lăng có đôi chút độ trễ khi bắt đầu đánh lái. Trái ngược với các ý kiến cho rằng cấu hình động cơ tăng áp 1.5 lít trên Accord mới không hấp dẫn bằng động cơ hút khí tự nhiên 2.4 lít ở thế hệ trước mẫu sedan hạng D của Honda vẫn đáp ứng được yêu cầu về sức mạnh và tốc độ cho người dùng. Đó là vì công suất tối đa 188 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 260 Nm cao hơn trước, đồng thời mức vòng tua đạt đến hai thông số này cũng thấp hơn. Ngoài ra, Honda Accord nay còn giảm cân với trọng lượng dưới 1,5 tấn. Trải nghiệm thực tế ở chế độ lái bình thường, xe tăng tốc tốt mỗi khi tôi đạp gà, vòng tua lên đều và mượt với hộp số vô cấp CVT. Độ trễ tăng áp có thể cảm nhận được nhưng cũng không quá đáng kể. Khi chuyển sang chế độ sport, thể thao, tua máy được duy trì thường xuyên trên mức 2.000 vòng một phút và chân ga nhạy hơn đôi chút. Đi cùng với đó, âm thanh động cơ to hơn và tiếng ống xả cũng phấn khích hơn. Có khi di chuyển trong phố đông đúc, chế độ Econ và tính năng giữ phanh tự động, brake hold là lựa chọn phù hợp, vừa nhằm tiết kiệm nhiên liệu vừa giúp việc lái xe nhẹ nhàng hơn. Để duy trì sự đầm chắc cho Accord khi di chuyển trên tốc độ cao hay vào cua thì Honda chấp nhận làm hệ thống treo theo hướng cứng vững hơn là ưu tiên sự thoải mái. Khi tôi chạy ở vận tốc tầm 50-60 đến 60 km h qua các gờ giảm tốc hay mấp mô có thể cảm nhận được các rằn sóc nhẹ từ mặt đường. Bên cạnh đó Honda Accord còn bị hạn chế về mặt cách âm gầm, tiếng lốp vọng vào khoang lái khi chạy từ 80 km h không mấy dễ chịu, nhất là với người ngồi sau. Để cải thiện vấn đề này, người dùng sau khi mua xe có thể nâng cấp loại lốp xe khác êm ái hơn và cân nhắc bổ sung thêm các vật liệu cách âm cho sàn xe. Không dành cho số đông Nhà sản xuất nào cũng muốn sản phẩm của mình bán tốt, nhưng có những dòng xe sau khi ra mắt chỉ hướng đến một ngách nhỏ của thị trường, và trường hợp của Honda Accord là một ví dụ điển hình, ít nhất là tại Việt Nam. Accord đời mới đẹp hơn, hiện đại hơn, nhưng vẫn thiếu một vài yếu tố then chốt để đáp ứng được thị hiếu của số đông khách hàng Việt Nam mua xe hạng D. Đó là nhiều tính năng đi cùng giá bán hợp lý của Mazda 6, hàng ghế sau nhiều tiện nghi hay sự êm ái thoải mái của Toyota Camry. Thay vào đó Accord vẫn được xây dựng để chiều lòng nhóm khách hàng yêu thích trải nghiệm xe Honda. Đứng ở góc độ đó, tôi nghĩ hơn 1,3 tỷ đồng tuy cao nhưng vẫn đáng cân nhắc để sở hữu một mẫu xe nhập khẩu mang phong cách mạnh mẽ và đặc tính vận hành thiên về thể thao. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình